Thử không cắt tóc trong vòng 14 năm, tóc của bạn sẽ dài tới đâu? Daria Gubanova, 27 tuổi, người Nga, được mệnh danh là công chúa Rapunzel ngoài đời thật với mái tóc dài tận mắt cá chân. Để có được mái tóc suôn dài này, Daria đã nuôi tóc trong suốt 14 năm. Trong thời gian đó, cô không bước vào tiệm cắt tóc một lần nào. Cô chia sẻ rằng, tôi sẽ không cắt tóc cho tới khi nào tóc tôi dài tận đến ngón chân. Chia sẻ lý do để tóc dài, cô cho biết bắt nguồn từ một vụ cá cược với bạn mình. Bạn cô cá rằng cô không thể nuôi tóc tới mức có thể đến được một chuỗi tóc đuôi sam dài. Vì vậy, cô đã quyết định ngưng đến tiệm cắt tóc và bắt đầu nuôi tóc. Khi mái tóc đã dài đến mắt cá chân, mỗi lần đi lại cô rất dễ làm bẩn mái tóc của mình. Do vô tình giẫm phải hoặc tóc quệt vào sàn nhà, chính vì thế nên cô luôn phải giữ cho sàn nhà rất sạch sẽ. Instagram của cô hiện nay đã có tới 218.000 lượt follow. Trên Instagram, Daria chủ yếu đăng tải những bức hình khoe mái tóc dài thướt tha xù mượt. Cô nói rằng cô rất thích vẻ đẹp của mình vì đó là một vẻ đẹp tự nhiên từ chính con người cô chứ không phải nhờ son phấn. Ngày thường khi sinh hoạt, Daria Gubanova thường không để xõa mái tóc ra mà cô sẽ tết lại thành tóc đuôi sam để không gây vướng víu. Bà cụ ở Quảng Trị đội mồ sống lại kể chuyện đi đến âm gian. Chuyện bà khi chết đi sống lại cách đây đã 30 năm. Từ khi sống lại đến nay, bà luôn khỏe mạnh, không hề đau ốm. Và những câu chuyện lúc bà chết đi đã gặp người thân. Bà con lối xóm nơi âm gian khiến nhiều người vốn không tin cũng phải suy ngẫm. Bước ra khỏi quan tài sau 20 giờ, bà Phan Thị Khi chết đi sống lại cách đây mấy chục năm. Nhưng ngoài 80 tuổi, bà vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Từ nhỏ, bà đã phải cực nhọc cùng cha mẹ mưu sinh kiếm sống. Lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, bà hiểu quá rõ nỗi đau chiến tranh. Nhưng bà cũng phải tham gia vào những trận chiến và lấy chồng năm 1960, cùng chồng định cư tại thị trấn Cửa Tùng cho đến nay. Câu chuyện ly kỳ về cái chết bất ngờ của bà Khi xảy ra vào năm 1984, khi bà đã có 5 mặt con. Lúc đó vào tháng 5, Cửa Tùng vào mùa gặt. Dù ở tuổi 50, nhưng bà Khi vẫn còn khỏe mạnh lắm. Có thể gánh được 2 bó lúa to, đi cả cây số, mà chỉ sức đàn ông mới chịu được. Việc cày cấy cuốc vác, bà đều làm hết không một lời kêu ca. Vậy nhưng, vào một buổi trưa, khi bà đi gặt lúa về, vừa về đến sân thì lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Khi bà nằm lăn ra nền nhà và tắt thở, không ai có thể tin được vì người khỏe mạnh như bà sao có thể chết một cách vô lý như thế. Nhưng dù không tin thì cũng phải chuẩn bị hậu sự cho bà. Gia đình bà khi làm rạp lo đám, mặc áo quan, cả nhà khói hương nghi ngút, cha mẹ, anh chị em và 5 người con của bà khóc ngất xỉu. Người thân đã liệm bà và đặt vào hòm gỗ. Đến giờ cúng cơm, khi người thân vừa bưng cơm đặt lên bàn thờ thì nghe trong hòm có tiếng chân đạp. Rồi bất ngờ bà khi ngóc đầu dậy từ trong quan tài, xung quanh hương khói mờ ảo. Thấy người chết bỗng dưng lồm cồm ngồi dậy từ trong quan tài, ai nấy đều khiếp sợ la hét bỏ chạy, không tin nổi vào mắt mình. Họ bảo là có ma. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì, vì sao mình lại nằm trong quan tài. Tại sao mọi người nhìn thấy tôi lại bỏ chạy tán loạn. Một lúc sau bình tĩnh trở lại, có người gan dạ đến sờ vai sờ mặt. Có người véo vào người tôi, xem tôi có đau không. Tôi kêu đau, rồi nói tôi khi đây, răng bỏ tôi chạy rứa. Mọi người bắt đầu quay lại, nhưng vẫn ngờ vực. Không biết có phải là tôi hay là ai, nên ra hỏi, bà là ai, bà tên chi. Tôi phải trả lời mấy chục lần, mọi người mới tin là tôi vẫn còn sống. Bà Khi cười nhớ lại, chứng kiến lúc bà Khi thập tử nhất sinh, chết đi sống lại. Bà Nguyễn Thị Sa, 81 tuổi, hàng xóm với bà Khi vẫn chưa hết kinh ngạc. Tôi còn nhớ như in cái ngày bà Khi chết đi sống lại. Lúc bà ấy chết, cả làng đều không tin vì bà ấy còn khỏe mạnh làm sao chết được. Đến khi thấy bà ấy đã nằm trong quan tài, ai nấy đều tiếc thương khóc nhiều lắm. Nhưng sau gần một ngày,
bà Khi tỉnh lại, khi con cái đặt cúng cơm, tôi là hàng xóm thân thiết mà cũng giật mình khiếp sợ. Ai ngờ bà ấy sống lại thật. Còn bà Lê Thị Bồn 76 tuổi cho hay, lúc bà Khi sống lại, mấy đứa con nít là sợ nhất. Có đứa sợ đái ra cả quần vì tưởng là ma. Nhà tôi có 4 đứa con, tối lại đứa nào cũng dành ngủ với mẹ, kẻo sợ hồn bà Khi. Phải cả tuần sau, thấy bà Khi nói cười vui vẻ, vác cuốc ra đồng làm việc ào ào, mấy đứa trẻ con mới hết sợ. Bà Khi sống lại, vậy là rạp dựng lên để làm đám tang cho bà được dẹp đi. Quan tài gỗ được mang đi đốt. Con heo, con gà trong chuồng mổ để lo đám tang thì được chuyển sang mời bà con dân làng uống rượu ăn mừng vì bà Khi sống lại. Nước mắt tiếc thương đã trở thành tiếng cười nói rôm rã vui tươi. Hay tin có người chết đi sống lại, người dân khắp nơi nườm nượp đổ về nhà bà Khi để được mắt thấy tai nghe chuyện lạ có thật này. Bà Khi nhớ lại, lúc bà ngồi dậy từ quan tài và nói rằng đã gặp người dưới âm phủ. Mọi người đều không tin và vặn vẹo hỏi đủ thứ để xác minh. Tôi nói tôi gặp người nhà, hàng xóm mình dưới âm phủ, ai nấy đều không tin, rồi thi nhau hỏi gặp ai, biết ai từ đời ông tổ kia. Lúc sống, tôi chưa gặp ông tổ lần nào, nhưng về dưới đó tôi gặp. Tôi kể, miêu tả hình dáng gương mặt mọi người dưới âm phủ rõ mồn một cho những người lớn tuổi trong làng nghe. Cuối cùng, họ phải tin tôi, bà Khi nói. Chưa hết thọ mệnh, bà Khi mới có thể quay lại được dương gian. Bà Khi còn kể thêm, bà đã đi qua 12 cửa âm gian, gặp được rất nhiều người. Có cửa, bà gặp hàng xóm láng giềng. Có cửa, bà gặp cảnh chợ đò hàng. Có cửa, bà gặp cảnh chợ đò, hàng quán. Và có cửa gặp lại ruộng vườn. Nhưng tất cả cảnh vật đều từ thời xa xưa, khác với lúc bà còn đang sống. Khi đến cửa cuối cùng thì bà Khi gặp ông nội và cố ruột mình, dân gian gọi là mụ cố bà. Ông nội tôi hỏi, mi mần chi mà xuống đây? Tôi trả lời, con xuống đây ở với mụ cố bà. Mụ cố bà kêu con xuống ở với mụ cho mụ vui. Ông nội tôi nói với mụ cố bà, nhà hắn cực khổ, hắn còn con cái đông trên nữa, để cho hắn lên trên sống, hắn còn nuôi con kẻo tội nghiệp. Nhưng mụ cố bà không chịu, cứ níu tay tôi ở lại. Ông nội tôi lấy roi to đập tôi dữ lắm, vừa đập vừa nói, lo mà lên đi, lên mà nuôi con. Số mi chưa chết được mô, phải đến 95 tuổi mới chết. Bị đập đâu, tôi cúi đầu cúi cổ chạy. Chạy qua một cái cầu thì tôi đến cái cửa xung quanh. Dưới đất toàn là mảnh vỡ của chén bát hũ sứ. Khi bước qua cánh cửa đó thì tôi tỉnh lại và thấy mình ở trong quan tài. Xung quanh hương khói nghi ngút, mọi người khóc lóc thảm thiết gọi tên tôi, bà Khi kể. Bà Khi cho biết, bà bắt gặp cuộc sống dưới âm gian cũng giống như cuộc sống ở trần gian. Cũng có con người, giao thương buôn bán gà vịt, ruộng nương đường xá, tất cả đều không thiếu thứ gì. Người cõi âm gian đó, mặc áo quần thời phong kiến cũng có, mà đồ hiện đại cũng có. Giống như bữa nay, chắc là có áo vest quần tây, xe máy ô tô dưới rồi cũng nên. Nói chung, trên dương gian có thì dưới cũng có, thì dưới đó cũng y như thế, bà Khi cười nói. Bà Khi cho biết, khi bà chết bất ngờ, người con rể của bà là Phan Văn Hà đã đi gặp thầy bói. Thầy phán rằng, bà đang bị mụ cố bà bắt chết, và dặn rằng, tuy bà Khi chưa tận số, nhưng nếu không lo cúng lễ, thì bà Khi sẽ chết thật. Nghe thầy phán xong, anh Hà về nhà của anh ruột bà Khi để làm lễ cúng. Lúc làm lễ xong, bà Khi tỉnh lại. Khi tỉnh lại, bà Khi được người thân cho biết bà đã tắt thở 20 tiếng đồng hồ. Những gì con rể bà đi tìm hiểu được lại trùng khớp với điều bà được trải qua thực tế dưới âm gian, khiến mọi người đều phải suy ngẫm. Nhớ lại cái ngày mẹ già đột nhiên qua đời, chị Hoàng Thị Vân 48 tuổi xúc động. Ngày đó, tôi mới 17 tuổi, anh em tôi thấy mẹ tắt thở, khóc lóc thảm thiết, cứ nghĩ là từ nay không còn mẹ nữa. May mà mẹ tôi sống lại và khỏe mạnh cho đến hôm nay. Khi sống lại, cả nhà tôi tò mò hỏi mẹ cả đêm, về đó gặp ai, cảnh vật như thế nào, đi về dưới đó có vui không? Mẹ tôi trả lời vanh vách, làm ai cũng bất ngờ, và rồi tin đó là sự thật. Mà không thật sao được, chẳng lẽ mẹ đi nói dối cả gia đình tôi làm gì? Không chỉ nổi tiếng vì đã chết đi sống lại khỏe mạnh, bà Khi còn được nhiều người, đặc biệt là những ngư dân vùng biển, Cửa Tùng, coi như thánh sống khi trổ tài tiên tri chuyện thời tiết. Khoa học cũng đã nghiên cứu nhiều trường hợp thực tế về việc những người sau khi chết đi sống lại thường có một số năng lực đặc biệt mà trước khi chết không hề có. Bà Khi sau khi sống lại cũng có được một trong những năng lực đó. Nhưng các bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy, nếu những người có năng lực đặc biệt sử dụng năng lực đó để kiếm danh tiếng và tiền bạc, thì sau một thời gian, năng lực này sẽ dần yếu đi và mất. Câu chuyện bà Khi tiên tri được chuyện của đất trời xuất phát từ ngày bà sống lại. Bà Khi nói rằng,
như có một luồng khí chạy khắp cơ thể. Khi tôi bước ra khỏi quan tài, và có lẽ luồng khí đó là luồng khí của trời đất. Theo đó, luồng khí đó giúp bà có thể nhìn mây trăng gió nước, cảm nhận được những sự vật tưởng chừng như vô tri vô giác xung quanh. Một luồng gió đi qua, bà cũng có thể đoán được đó là điềm báo thời tiết thay đổi thế nào. Bà khi báo bão năm 2013 ở miền Trung và báo dịch bệnh gia súc gia cầm cho dân làng. Như hồi tháng 7 năm 2013, bà cảm nhận được mấy trời măng non mọc chúi đầu vào trong bụi tre để tránh gió to và những cảm nhận khác rõ ràng về bão gió. Vậy là bà nói năm 2013, ít nhất có 4 đến 5 cơn bão to ập vào đất liền nên bà con ngư dân phải hết sức cẩn trọng trong việc đi biển để tránh thiệt hại. Sau đó, bắt đầu từ tháng 10 đến giữa cuối tháng 11 năm 2013, Quảng Trị cũng như miền Trung phải hứng chịu nhiều trận bão lớn. Vậy mà từ tháng 7 dương lịch, bà khi đã nhìn dáng cây mà tiên đoán được vận khí của đất trời. Cũng theo lời kể, mỗi lần có ngọn gió lạ, bà phát hiện được ngay điều gì sắp xảy ra với ngư dân, người nuôi trồng thủy sản. Bà nói, đợt này có dịch bệnh trên tôm, ai nấy phải tích cực phòng bệnh, hoặc có nhiều lần bà tiên liệu sẽ có cúm gia cầm chỉ sau một ngọn gió lạ thổi qua trên ngọn tre rồi cảnh báo cho mọi người. Ai nghe theo bà thì người đó chủ động đi tìm cách bảo vệ sức khỏe cho hồ tôm, đàn gà, đàn vịt của mình. Còn không nghe lời bà cảnh báo là y như rằng những gia đình đó bị thiệt hại cho gia cầm gia súc, tôm cua bị dịch bệnh mà không phòng chống kịp. Ở vùng biển Cửa Tùng, nhiều ngư dân tìm đến bà để nhờ bà tiên liệu xem khi nào ra biển, đi hướng nào thì sẽ trúng luồng cá. Có lời đồn rằng nhờ bà khi mắc nước mà nhiều ngư dân trúng mánh, có khi mỗi chuyến tàu hốt cả tỷ bạc. Ngư dân Phan Văn Tý ở Cửa Tùng cho biết, bà khi quả tài thật, nhờ bà mà không những thuyền của tôi còn rất nhiều thuyền khác tránh được nhiều trận bão lớn và còn được bà chỉ hướng, chỉ ngày ra khơi đánh luồng cá lớn, vừa tiết kiệm được ngày ra biển vừa mang lại hiệu quả cao. Cũng vì được bà khi giúp đỡ nhiều trong chuyện mưu sinh mà ngư dân Cửa Tùng quý bà. Mỗi chuyến đi biển về là y như rằng bà khi được biếu quà, cải thiện tí chúc cho bữa ăn hàng ngày. Song chỉ là vậy thôi, người hành thiện không cầu hồi đáp. Có lẽ trong sâu thẳm bà đã hiểu đạo lý này. Cuộc sống hiện tại của bà khi vẫn giản dị hàng ngày với việc ra vườn trồng rau chăm quả. Tuy đông con nhưng mỗi người con đều có gia đình. Bà vẫn sống một mình mà không kêu ca phàn nàn và không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Bà tâm sự, tôi không muốn là gánh nặng cho con cái nên chấp nhận sống một mình. Hàng ngày ra biển mấy chú mấy bác, tặng con cá con tôm, về nhà hái mớ rau vườn, thế là sống qua ngày. Có lẽ qua những trải nghiệm chết đi sống lại của mình, bà Phan Thị Khi đã hiểu được cuộc sống cõi dương thế này thật ngắn ngủi yếu ớt và vô thường. Không thể quá chấp, mê vào danh lợi, nhà cửa, tiền bạc, tranh giành đấu đá nơi cõi người. Những thứ vốn dĩ sẽ chỉ trong nháy mắt, mất đi khi con người rời xa dương thế. Con người rời thế gian với hai bàn tay trắng, thứ mang theo chỉ có đức hay nghiệp tạo tác thành, do sống thiện hay sống ác trong đời mình. Chúng mới là những thứ thực sự quyết định con người ta sau khi chết sẽ đi về đâu. Thực sự quyết định sự sướng khổ của một sinh mệnh trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng hết kiếp này đến kiếp khác.